Mình ở Phú Hà nghe dòng tiền hình như có vẻ như mình quen ấy. Quen luôn hả? Dạ nha. Không nhưng mà anh ở huyện nào? Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu nha. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe. Nào mời bạn. Dạ. Để nói đầu tiên là em chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường và các quý vị có mặt ở phim trường ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Đình Tú. Hiện em đang sống ở Bình Thuận, công tác cũng ở Bình Thuận luôn. Em công tác gì Tú? Hiện tại thì em là kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào mọi người. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. À. Thì em tên là Trần Thanh Thủy Tiên, thì em 26 tuổi và quê cũng ở Bình Thuận, nhưng mà tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là bạn nam ở Bình Thuận ở huyện nào ạ? À? Mình ở Phú Hà nghe giọng Tiên hình như có vẻ như mình quen ấy. Quen luôn hả? Dạ nha. Không gì nhưng mà anh ở huyện nào? Anh ở Phú Hà. À Phú Hà Phan Thiết. À. Em ở đâu? Dạ em ở Bắc Bình nhưng Phú Hà là quê cậu em. Quê cậu? Coi chừng bà con. em hồi xưa em học ở đâu? Dạ em học trường Hòa Đa anh. À Hòa Đa gì không phải rồi. Rồi vậy thôi khỏe. Hết hồn hết vía. Tiên là đang làm việc công việc gì em? Thì hiện tại em làm nhân viên kinh doanh vải. Điểm mạnh điểm yếu của em đi Tiên. Các ưu điểm là hòa đồng hay cười thì cũng thích sáng tạo. Có được cái là chân thật, chịu khó tham học hỏi à. Thì wow. Còn điểm yếu thì em là người hay nói nhanh với lại không có kiểm soát được cảm xúc của mình. Đôi khi thì nóng quá thì nói thẳng ra luôn, không có kiềm chế lại. Em cũng giống anh á, nhưng mà anh kiềm chế được. Dễ thương, kiềm chế được là tốt. Rồi vậy điểm mạnh điểm yếu của Tú là gì? Dạ em thì cũng gần giống như bạn, nhưng mà em cẩn thận hơn một xíu. Tại em cứ tính rất là cẩn thận. Tại nhiều lúc cái gì nó phải đúng theo cái nguyên tắc của không mình. Phải. Cẩn thận là đúng, bởi em làm nghề điện mà. Không cẩn thận là cũng mệt lắm. Bạn Tiên ạ, bạn có thích về lĩnh vực nghệ thuật nào không? Thường thì mình thích làm dẫn chương trình. Ồ, yeah. Wow, làm MC đó hả? Em mới tốt nghiệp bên MC bên nhà văn hóa thanh niên. Wow. Bạn trai, bên kia là bạn gái nói là bạn thích nghề MC, còn em là thích nghề gì? Em rất là thích những bộ môn liên quan tới nghệ thuật, ví dụ như nhảy, hát hay là đờn những dụng cụ gì đó. Mà em có thích, em có thể hiện được cái môn bộ môn nào không? Dạ, tốt nhất của em hiện giờ là nhảy thì có thể là em... Nhảy luôn hả? Dạ. Vậy là một hồi cô kia làm MC giới thiệu anh này ra nhảy. Anh này ra nhảy. Đúng rồi. Dạ. Được quá. Bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em trải qua mấy mối tình rồi? Thật ra em chưa có mối tình chính thức nào hết chị. Dạ. Chưa có mối tình chính thức nào hết? Dạ, chỉ thích thôi à, chứ chưa yêu thật sự. Lý do? Dạ em cũng không biết luôn. Ủa có ai đâu rồi, có ai để ý mình hay mình để ý ai không? Dạ em có để ý, nhưng mà là chỉ cảm giác thích thôi. Thế là siêu tính là mối tình. Tới giờ chưa có mối tình nhắc dai nào hết? Dạ vẫn chưa ạ. Còn em có mấy mối tình? Dạ đa số cuộc tình của em á là em đơn phương thôi. Em cũng có dạy nhảy, là em cũng có một học trò và em cũng quen đại khái là cũng gọi là người yêu. Là tại em đi làm á, mình gặp nhau nó ít lại và từ từ nó sẽ có những khoảng khắc rồi hai người im lặng và cuối cùng kết thúc. Nó rơi vào dĩ vãng luôn hả? Dạ. Đấy, cái khoảng cách và cái sự chăm sóc lẫn nhau, gặp nhau thường xuyên nó quan trọng trong tình yêu lắm. Xa mặt là cách lòng đó. Ừ, thôi mình rút kinh nghiệm đi ha. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, Tiên thì về ngoại hình thì em hy vọng là 1m7 trở lên ạ. Em cao nhiêu? Dạ em 1m62 à. Ở đây cô này cao lắm á nha, bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m72 chị. Rồi được. Ngon lành. Ngon lành, rồi gì nữa em? Dạ thì là em thích cười duyên, mà có răng khểnh thì là lợi thế à. Có cười tươi không? Em ơi nhưng mà bên đây khểnh đều hết được không? Dạ chắc được. Rồi thử xem nha. Dạ thì tướng người thể thao, đừng có mập quá à. Người này nhảy mà người nhảy chắc không mập đâu, không có mập nổi đâu. Còn gì nữa không em? Dạ đó thì mỗi người như đó là được. Rồi về tính cách có ghét điều gì ở người đàn ông không? Dạ không hút thuốc, có biết uống bia nhưng mà biết điểm chừng à. Không hút thuốc, uống bia được chút chút. Được điểm trai. Dạ em không hút thuốc, cũng rất là ít nhậu và hầu như là không nhậu. Dễ thương vậy tốt rồi. Rồi bạn trai, mẫu mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ nó cũng đơn giản lắm, đừng là vui vẻ hòa đồng là được rồi. Có. Và biết quan tâm tới gia đình. Có luôn. Dạ. Rồi thích, nếu mà có thì thích thêm một chút về mảng nghệ thuật là ok. Quá có luôn. Dạ. Tính tình.
Dạ. Có cái gì không thích ở người bạn gái không? Dạ, tính tình là nhiều lúc nói nhiều nhưng mà nói đúng trọng, đúng nói để mình vui thôi chứ đừng có nói mà gây áp lực cho mình là được. Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì nhiều lắm. Dạ. Nói chung hợp nhau là được rồi. Dạ luôn. Đúng rồi. Nếu mà được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hợp thì em khoảng cỡ tìm hiểu nhau chắc khoảng cỡ 1 năm. Ví dụ bây giờ em mở màn lên. Dạ. Được hết trơn hết trọi rồi, nhưng mà cô này là cổ cương quyết là cổ chỉ lấy chồng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ cô không có chịu về quê em, thì em tính sao? Dạ thì thôi cứ bấm thôi, cứ bấm rồi mình về mình khuyên bảo từ từ. Không, bây giờ cổ cương quyết ngay từ đầu rồi, không được thì thôi đừng bấm, mất duyên nhau để cho người khác người ta bấm. Đúng rồi. Chứ đã thấy không được rồi mà còn bấm chi nữa. Cái đó thì em thấy nó hơi khó nhưng mà có thể xem xét được. Mà bây giờ nếu mà là để mà lập gia đình anh ấy, em nói trong 1 năm thì em đã có chuẩn bị những cái gì riêng để mà lo cho vợ con, lo cho con cái dạ, sau thì này chưa? Thì có thể là trong 1 năm đó thì em đi làm thì chắc chắn thì cũng có thể tiết kiệm được một khoản và có thể mình sẽ trước mắt là mình sẽ tổ chức được. Và sau này khi mà tổ chức xong thì có thể ở chung với bố mẹ cũng một thời gian, rồi sau này khi mà mình đủ cái khả năng thì mình có thể đi ra riêng được. Ừ, vậy là cũng có ý chí cầu tiến rồi. Dạ. Được. Hỏi là hỏi khó bên đó thôi, nhưng mà giờ chị hỏi em giả tỷ như giờ em đi về quê làm dâu em chịu không? Dạ, thật ra quê cũng không xa lắm, cùng quê với em mà Phú Hài thì cũng gần nhà ngoại. Ừ. Mà từ Phú Hài ra nhà em thì cũng gần nên là em cũng nghĩ là ok. Có nghĩa là chấp nhận về quê sống đúng không? Dạ. Trời ơi, Bình Thuận gần thành phố Hồ Chí Minh mà. Mình có hỏi chứ, nhiều khi ta cứ quyết không chịu rồi mất công. Chào em gái. Em chào anh. Anh bên đây thật, anh dễ thương lắm nha. Anh nói rất hiền nãy giờ. Anh cảm nhận đây là một con người rất là chân thật. Nếu anh đồng ý, anh có gần như đủ rồi đó, thì em có chấp nhận là khoảng 5 nữa anh tiến tới không? Dạ, 1 đến 2 năm. 5 đi. Năm đi. Dạ, nếu mà bên kia anh kia có công việc ổn định thì có thể. Thì ổn định đó, anh làm điện đó. Không, điện là ổn định lắm. Em cũng tính như bạn Tiên nhá, em cũng dự tính là sớm nhất là khoảng 1 năm hoặc có thể là trễ hơn một xíu là khoảng 2 năm. Này cũng dạy gái, ta đang trả giá không vô liền. Thiết tình luôn rồi, anh chịu luôn rồi đó, 2 năm luôn rồi, khỏi nói nữa. Em thích người đàn ông tỏ vẻ hào phóng lãng mạn không? Dạ, có chút lãng mạn thì cũng tốt nhưng mà nên chân thật. Em thích chân thật hơn. Vậy là thấy được rồi đó, cô này cũng suy nghĩ chín chắn rồi. Được, tới luôn. Bình Thuận quyết tiến. Hôm nay Tiên có đi với người thân không? Dạ, em đi cùng với em gái và chị đồng nghiệp. Rồi, em gái của em đâu? Dạ. Em ruột hả? Dạ, em ruột. Rồi, chào em. Chào chú Quyền Linh với chào cô Cát Tường. Chào anh và với lại chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Em là em gái của chị Tiên. Chị Tiên của em thì rất là hiền, sống rất là chân thật. Em thấy anh bên đây thì cũng hiền, vui vẻ, dễ thương. Em cũng mong anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em xin hết rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bên trai Tú đi với ai? Dạ, em đi với em họ. Em họ, rồi hỏi em họ vài câu coi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Em thấy cô gái bên kia thế nào? Dạ, hôm nay em thấy chị bên này là rất là dễ thương. Chị nói là chị nóng tính nhưng mà em nghĩ chị rất là hiền lành. Còn về phía anh họ em thì anh là một người rất là nội tâm, hay biết quan tâm, chia sẻ. Em cũng mong anh chị đến được với nhau. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ý kiến người thân đều hai bên là có đồng chịu ý hết rồi đó. Bây giờ mình kéo màn thôi. Màn đâu kéo lên cho đôi trẻ gặp mặt. Biểu diễn trước hay là tâm sự trước? Đây, biểu tâm sự đi một hồi đi. Em chào anh. Thôi, bữa nay anh có bó hoa, anh muốn tặng cho Tiên. Em muốn tặng anh chào sách à? Hai người rồi, rồi anh. Trơn anh ở Phú Hài không ạ? Dạ. Thường có hay ra Đồi Dương ở Bắc Bình không ạ? Đồi Dương thì cũng cách chỗ anh gần có 2 cây à? Thì cũng lâu lâu thì cũng hay ra đó đi dạo thôi. Mà đi dạo thì đi một mình nó cũng lẻ loi lắm. Nên mà nhiều lúc cũng ít đi. Thì nếu mà sau này có cơ hội mà em về Phan Thiết làm á, chắc chắn thì sẽ muốn được mời em đi chung với anh. Dạ, mình cũng gần, Phan Thiết cũng quá gần so với em. Không biết là có quan điểm trong tình yêu của anh như thế nào? Quan điểm trong tình yêu của anh là cần sự chân thành, quan tâm và chia sẻ. Và quan trọng nhất là phải biết quan tâm tới gia đình. Còn em quan niệm về tình yêu như thế nào? Thì phải là tôn trọng đối phương à. Thì tin tưởng. Thì mặc dù không có gì nhưng mà cùng nhau hoàn thiện khiếm khuyết. Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ như em. Thôi bây giờ nhìn nè,
phải biểu diễn đi coi đi, sốt ruột quá rồi coi đó xong đi rồi mình mới phát biểu cảm nghĩ về nhau được. Chắc em sẽ hát bài em sẽ nhảy bài Làm Ơn của Trần Trung Đức, có thể sẽ không hay nhưng mà mong mọi người sẽ cổ vũ em ạ. Rồi Tú giới thiệu đi. Có nhạc rồi, MC giới thiệu đi. Thì Thủy Tiên và bạn Tú xin kính chào quý vị. Thì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Thì để góp vui trong chương trình thì bạn Nam, bạn Tú sẽ biểu diễn một tiết mục. Thì hy vọng mọi người sẽ cho bạn Tú một tràng pháo tay để có động lực. Anh có ý kiến gì? Cái biểu diễn xung quanh Tiên như là một cái món quà tặng cho Tiên. Diễn sâu xíu. Diễn sâu xíu các bạn. Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời để tôi được dõi theo người. Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin, hãy cứ nghe thôi khi tôi nói tôi tin người, để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời. Lãng mạn quá. Thôi được rồi, trở về vị trí đi. Rồi bây giờ chúng ta cảm nhận về đối phương thế nào, chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của ta, chúng ta về người đối diện. Bắt đầu. Anh là một người thì khá là chín chắn. Nhiều lúc nó hay cười. Thực sự anh là người rất là vui vẻ, lúc nào cũng cười hết. Nhưng mà thực sự anh rất là quan tâm tới người yêu của mình. Đặc biệt nếu mà sau này là vợ thì chắc chắn là anh sẽ rất là quan tâm. Thì cũng rất là mong là sau này sẽ hai đứa mình sẽ tiến tới xa hơn. Anh hy vọng là như vậy. Còn quyền quyết định là anh nghĩ là sẽ do em. Dạ. Hết. Rồi, cảm ơn anh. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Sau một thời gian trò chuyện tuy ngắn nhưng chúng ta xem lại có một ấn tượng gì đó không, và một nửa bên kia có cùng mình đi chung con đường hay không. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đây, đây. Chúc mừng Tú và Tiên. Rất nhanh chóng. Chỉ mới 2 thôi là đôi trẻ đã bấm nút rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng hai em. Chúng ta sẽ nhận những chiếc vé xem phim từ cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Thì anh mong em bấm nút gì ạ? Thì cậu không bấm sao? Không bấm hả? Không bấm... Bấm nè. Không, không có hỏi. Hồi đây em chỉ cái nút nha. Đây. Đây cái nút này nè. Cái này, đây, đây, đây. Muốn vợ quá rồi. Các bạn có rất có duyên gặp ở trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò này. Hy vọng là cái duyên đó nó tạo nên cái phần nữa ha. Hai người sẽ kết nối với nhau. Bây giờ mình giới thiệu về nhau đi, mời bạn. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Và chào bạn bên kia. Và chào quý vị khán giả trong đường quay. Em tên Lê Tài Đông Tiến, quê ở Long An, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì? Dạ, trong phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh? Dạ, đó là trong kinh doanh bán hàng cho công ty. Trong phòng kinh doanh. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 34 tuổi ạ. 34 tuổi. Nhưng mà hiện giờ là Tiến đang làm việc ở đâu? Dạ, ở quận 8 chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả, chào anh bên kia luôn ạ. Em tên Trần Thị Mỹ Hiền, em sinh năm 85, em 32 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện em đang sống ở Sài Gòn. Rồi, mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang kinh doanh mỹ phẩm online chị ạ. Rồi, 32 tuổi, Bạc Liêu, đang sống Sài Gòn, quận mấy? Dạ, em ở quận 11 chị. Rồi, quận 11. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, thì em thấy em cũng trầm tính, nhưng mà thật ra em cũng vui vẻ và thân thiện. Em cũng hiền, với lại thấy dễ xúc động giống như chị Cát Tường. Vậy hả? Mỗi lần em coi cái chương trình đó mà có mấy cặp mà dạy như đổ vỡ lần đầu rồi cái đồng ý bấm nút hẹn hò, thấy chị khóc cái em coi nhà em cũng khóc theo. Rồi bữa nay chị cười không để cho em cười theo nha. Dạ, em... cho bên này may mắn nha. Rồi mình còn mình có điểm yếu gì nữa không? Em có thì xấu gì không? Em cũng hay quên lắm chị, chắc là cũng có tuổi. Với lại em nhiều khi cũng hay nóng tính, này cũng hơi kỹ tính quá. Có thể mình kỹ tính quá đó, cho nên nhiều khi mình khó đó. Mình bớt kỹ chút xíu đi, kệ dễ dễ chút đi em. Dạ. Nha. Rồi mời bạn trai bên kia. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nói cho bạn gái bên kia biết. Dạ thì điểm mạnh của em á thì em sống rất hòa đồng, vui vẻ, chân thật, chung thủy lắm mà. Đúng, quen người nào là chung thủy người đó.
Phải không? Đúng rồi. Rồi vậy là khỏe rồi. Khỏe. Có tật xấu là gì không? Thì cái tật xấu thì ngủ mà sao không? Hay ngái. Ngủ ngái hả? Này đàn ông hay nhiều người bị lắm. Không sao. Ngủ tật gì xấu hơn ngái không? Xấu hơn hả? Ừ. Nhát gái lắm. Nhát gái là tật xấu hả? Thiệt. Bởi vậy hồi lúc trước thì em cũng có lên đây là thành phố làm ở trong công ty á. Rồi có cái gì đó làm ở trong đó là căng tin. Ừ, có gì? Đứa con gái thấy em cũng dễ thương đúng không, hiền, cái là mai kêu nó quen con của gì đó, cái cuối tuần hay gì cái rủ em kêu là dẫn con của gì đó đi chơi, mà cứ đi chơi vậy đó mà không biết làm gì hết. Nắm tay không thấy nắm tay nữa. Thiệt á hả? Nói thật luôn. Thật cái xong cái có cái anh đó anh vô làm thấy người đó dễ thương, cái rủ đi chơi đâu có hai ba lần cái cù dính người đó luôn, lại mất cơ hội đúng không? Đúng. Tại vì nhát quá mất cơ hội đúng không? Nhát. Mà đặc biệt cái người đó có con rồi, cái quay lại nói với em biết nói sao không? Sao? Tại hồi đó anh hiền quá, bởi vậy anh mới mất em. Đúng rồi, hiền quá cũng là một cái rồi cái điểm không thuận lợi trong tình yêu. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em cũng trải qua được ba mối tình rồi chị. Ba mối tình. Mối gần nhất thì cũng chia tay cũng khoảng năm mấy hai năm rồi. Dạ thì quen cũng được năm mấy rồi xong sau đó anh đó đi cưới vợ. Lý do sao vậy? Thì em cũng có hỏi thì anh đó nói là sống để vậy chết mang theo thì thôi em không hỏi nữa. À, là không nói lý do hả? Dạ. Nói gì kỳ vậy? Mình có tự tìm hiểu mình lý do tại sao không? Dạ thì em cũng có giống như là anh đó vậy, như đang quen lần hai người á chị. À. Bên kia là ba mối tình đúng không? Dạ. Bên này mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chính thức. Chính thức là làm gì được người ta rồi? Chính thức là phải có nắm tay, phải có ôm hung. Em chưa kể hết. Rồi đó. Lúc đó là mình cũng rút kinh nghiệm rồi. Ừ. Cái quen cái người cũng làm chung công ty nữa. Ừ. Rồi xong cái thì từ đó là quen rồi đó, thương đó cũng khoảng 5 năm. 5 năm? 5 năm. Trời ơi, chào chị Cát Tường. Chào em. Chị em kể chuyện hấp dẫn quá nên chị không thể kềm chế được, chị phải qua chị coi cái mặt người nào mà khờ dữ gì. Quen mấy mối tình mà không làm gì hết. Ở đó khờ chứ giờ hơi gian gian này. Giờ gian rồi hả? Gian. À gian, dạ gian. Gian mà tưởng đâu gian rồi 5 năm. 5 năm thì cũng yêu nhau cũng mãnh liệt lắm ạ. Sao 5 năm rồi mà chia tay? Ừ. Nói chung thì quen nhau thì cũng thương nhau nhiều lắm. Cái cũng nhiều chuyện xảy ra rồi. Lúc đó chia tay cũng người đó cũng khóc dữ lắm. Mà ai như ai chia tay ai? Thì hồi đó lúc đó là quen người đó đi lên Đồng Nai chơi người bà con đã nói xong, vô tình cái em gọi điện thoại thì không biết lý do sao có một người thanh niên bắt máy nói là bạn của người đó. Thì cái lúc đó cũng hụt hẫng rồi, thấy cảm thấy như là bị tâm sự lừa dối rồi, bị gạt. Sau này mới biết là anh bà con chọc thấy giỡn chưa thôi. Tại em vậy? Thì đó. Tại vì mới nghe điện thoại sơ mà em đã khẳng định là người đó là người yêu của ta rồi. Thì bởi vậy cũng có một phần do em. Do em hết chứ, rồi tự nhiên cái bỏ người ta. Rồi rốt cuộc nói thương xong chưa gì hết cái người đó. Em chậm quá. Thì bởi vậy giờ phải lên đây rút kinh nghiệm. Lên đây được, bấm nút, nắm tay, hung, về cưới liền. Không, em có dự định rồi. Hả? Có dự định rồi. Lên đây đúng không, gặp người đó, cảm thấy hợp ý, bấm nút, về nói ba mẹ, cưới liền, chính xác. Nhớ nha. Vậy đi. Rồi, bây giờ em muốn kiếm một người vợ như thế nào? Thì người đó cao 1m55 trở lên. Rồi. Sống vui vẻ, hòa đồng với nói chung là có hiếu với gia đình là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Biết quan tâm với gia đình vậy đó. Có làm dâu không? Cái này là em sống tự lập mà. Đó giờ em sống trên đây 16 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Chưa có nhà riêng. 16 năm mà tại sao không có nhà riêng? Tại vì làm thì ở công ty luôn, ngủ ở công ty luôn. Vậy tiền đâu? Tiền gửi ba mẹ giữ giùm. Là có tiền đúng không? Thì bây giờ có tiền, được cái là ba mẹ giữ. Sau này có vợ, ba mẹ trả lại. Vậy được, phải mua nhà. Không để lấy vợ đâu, sống để mua nhà. Đúng rồi. 16 năm ta gửi ba mẹ, ta đủ mua nhà rồi. Phải nói cho biết chứ, tưởng 16 năm nay là đứa cho em nào rồi. Hỏi là hỏi cái cặn kẽ quá. Được rồi, đến qua anh xem bên đàn gái sao mình làm luôn ha. Một đàn gái. Bây giờ anh nghe anh nói chuyện anh đánh giá thế nào về anh ấy? Dạ em thấy anh đó cũng vui vẻ, lại biết tự lập hay cũng tốt. Không, anh vui lắm. Thật, anh rất là vui. Vui lắm á. Đúng. Cái hay nhất là anh rất là thật. Bây giờ anh kể những câu chuyện rất là thật ha. Cái đó là cái gọi là ưu điểm của anh đó. Đúng rồi, anh sống rất thật em ơi. Chứng minh được mà. Rất là thật luôn. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Mẫu hình của em á.
Dạ thì em cũng thích mẫu người tự lập anh. Tự lập. Với lại điềm tĩnh chút xíu, có ý chí chịu khó thì được rồi. Rồi. Có anh mẫu có, đó. Anh có. Anh có. Không này có nói có. Làm như muốn vợ lắm mà sao? Không, muốn vợ rồi, muốn vợ dữ lắm. Trời ơi. Đã lên đây là nhất quyết phải cưới vợ mà. Có. Anh ghét cái gì là ông nhất? À, em không thích hút thuốc anh. Thôi, hên quá, anh không hút thuốc, không nhậu luôn. Gì nữa? Với lại tính toán quá. Tính toán? Không, anh sống rất phóng khoáng rồi nha. Gì nữa không? Như, có gì đó. Nhiều đó thôi, đủ rồi. Được không em trai? Ủa trời quá, đủ quá. Ngon lành. Bạn trai hôm nay đi với ai nè? Dạ, em đi với ba. Với dì Dượng, anh hai, mợ hai. Với một bạn thân. Cả bà, nhà luôn rồi, gần như cả nhà rồi. Đúng rồi, lên đây là phải có niềm tin, đúng động rồi. Lực quyết liệt, động lực đúng luôn rồi. Mẹ ở nhà rồi, cho gặp mẹ, bác trai đi. Mẹ ở nhà vẫn ủng hộ con. Mẹ sao mẹ không đi? Tại vì mẹ ở nhà làm công việc. Đang sửa nhà, sao nếu sửa nhà xong là cứ vợ luôn. Ừ, hay quá. Rồi, gặp bác ơi. Dạ, chào bác trai. Chào Hoàng Linh. Dạ, chào bác. Chào các thầy. Dạ, chào bác. Tôi là cha của Tiến. Thì tánh tình của Tiến thì nó kể nãy giờ thì cũng đúng y như vậy. Nó là cũng ngoan, hiền, có hiếu thảo với cha mẹ. Thật sự là từ trước tới giờ là độc thân, chứ ngoài ra là chưa có gia đình. Yeah. Thì hôm nay là đến đây để có sự hò hẹn của chương trình. Thì tôi cũng mong muốn là hai cháu tìm hiểu với nhau rồi bấm nút rồi theo bác về quê. Đó. Tuổi có quan trọng không bác? Ví dụ tụi nó hợp ý mà không có tuổi nó không hợp thì sao? Hai đứa miễn thương nhau là được rồi. Hay quá, vậy là được rồi. Cảm ơn bác. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với ba người em, bà con với lại ba bé đại lý của em ạ. Đâu rồi, cho gặp bên nhà gái đi. Ai bạn nào đại diện nè? Ai đại diện nhà gái nào? Dạ, em là em họ của chị Hiền. Đúng như cái tên Mỹ Hiền thì chị rất là hiền. Chị rất là xinh. Dáng thì ok luôn. Nói chung là em thấy hai người rất là hợp, em ủng hộ 100%. Được rồi, nói chung á cặp này cô gái bên kia rất là dễ thương đấy, Tiến. Dạ. Yeah. Kéo màn lên. Lớn cho hai cặp đôi trẻ nào. Kéo màn. Đó, Tiến, Tiến cái Tiến. Anh có quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Tới luôn. Tới luôn. Run quá, chứ tự nhiên gặp mặt run quá. Hẹn liền. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh ngoại hình cũng ok. À, cảm ơn. Nhìn anh cũng hiền, dễ thương. Dạ. Thì anh cũng thấy em vui vẻ. Nãy giờ em nói cũng thấy vui vẻ, thấy cũng hòa đồng. Thì tính tình của em nãy giờ em nói thì anh thấy cũng hợp với anh lắm. Anh cũng mong rằng anh với em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu gì nhau. Chưa gì cho cơ hội rồi nói cái gì chứ. Hát bài nữa tặng em đi cho nó bớt rung đi. Rồi em xin hát khúc thôi. Chứ giờ em cũng rung quá, giờ em cũng hồi hộp quá. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu chưa. Thôi hết rồi. Nếu mà anh với em bấm nút hẹn hò để em quyết định chừng nào lập gia đình. Dạ thì tìm hiểu thế nào cũng được anh. À. Nếu mà lập gia đình em muốn mấy đứa con? Cái đó thì ông trời ông cho nhiêu thì được nhiêu. Mà anh thích đẻ đông con vui. Anh lên đây em cũng hơi run. Thì giờ anh nói thật lòng với em, nếu mà đến chương trình này thì anh với em cũng là cái duyên rồi. Bởi vì mình phải tạo cái duyên này để mình tìm hiểu nhau, cho cơ hội hỏi để hiểu nhau nhiều hơn. Thì anh mong em bấm nút với anh. Thì cô không bấm sao? Không bấm hả? Không bấm em. Anh không, không có hỏi. Hồi đây anh chỉ cái nút nha. Trời ơi. Đây cái nút này nè. Đây. Muốn vợ quá rồi. Mày đặt tay vào nút bấm nha. Lo chỉ ta hồi bấm không kịp nè. Tôi đếm lẹ lắm à. 1 2 3 hết thời gian. Chạy qua kia bấm luôn. Bấm tay luôn, làm luôn, tới luôn nào. Đúng rồi. Ai nói rồi? Vô, tới lúc này vô. Thôi, anh xin phép không em.
Dạ, nói với ba đi, nói với ba dạ, gì đi. Dạ, rút kinh nghiệm rồi. Nói với ba gì đi. Ba thấy con dâu tương lai sao ba? Ba thấy ba có dâu rồi. Dạ. Dâu dễ thương. Dạ. Ba cũng cảm ơn chương trình. Con nói gì với bác đi. Dạ, con chào bác, thì con cũng không biết nói gì, là chỉ chúc bác thật nhiều sức khỏe hả? Con xin hết. Dễ thương rồi nha. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. À, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn. Chào anh bên cạnh. Em là Hùng Nhung, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Hiện tại là đang làm kế toán tại nhà bè. Em bao nhiêu tuổi, Nhung? À, tuổi của em trong giấy khai sinh của em là 90, nhưng mà thật là 89. Vì vậy khi mà em cần chững chạc á, thì em sẽ nói em là 89. Còn lúc nào em muốn mình trẻ thì em sẽ nói em 90. Trời ơi. Rồi bên kia giới thiệu đi à. À dạ, à, em là Phóng, quê em ở Thái Bình và đang sống và làm việc ở nhà bè. Nhà bè luôn hả? Dạ. Bạn làm gì? Em có một cái công ty nhỏ đó, kinh doanh thiết bị văn phòng. À. Ở chỗ nào nhà bè vậy anh? Anh ở đường Nguyễn Văn Tạo đó. À, vậy gần của em rồi, em ở Nguyễn Hữu Thọ. Thì nó là một đường nối dài đó. Đúng rồi, một đường nối dài. Coi như một đường nó nối dài từ Nguyễn Hữu Thọ qua Nguyễn Văn Tạo, hình như là chung một nhà đó. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 31 tuổi. 31? 87. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi bằng Nhung. Em là một người biết nấu ăn. Em rất thích con nít và chăm sóc con nít rất là tốt. Rất là hay cười. Nên là được trong công ty mọi người gọi chọc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Rồi điểm yếu của bạn Nhung là gì? Điểm yếu của em thì em hơi nhỏ con. Người ta gọi là bé như cái kẹo. Tính thì cũng hơi trẻ con nữa. Nên là cũng có thể đó là lý do em ế tới giờ. Rồi, còn bạn Phóng? Em sống em có lập trường riêng, nghĩa là em đặt ra một cái mục tiêu nào đó. Em cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó. Tức là có bản lĩnh đó, chứng minh rằng bằng một cái công ty mà em cho ra đời đó ha. Tuy nó nhỏ nhưng nếu bản lĩnh của mình, anh nghĩ rằng nó sẽ lớn lên. Bây giờ em gái bên kia nói về tình trường của mình đi em. Đúng rồi. Có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình hồi sinh viên. Còn mối tình thứ hai là yêu một thời gian thì đùng một cái ảnh thông báo với em là ảnh về quê đi rồi. Vậy là anh gạt em rồi. Dạ, em dễ tin người. Lúc đó quen em thì ảnh chia tay người yêu, nhưng mà lúc anh nói anh về quê lại có tình cảm lại với người yêu cũ nên là anh lấy. Nói chung là có bị gạt nhẹ. Rồi tình trường của bạn trai. Ngày mới vào Sài Gòn đó thì em có quen một cái bạn ở trên Đắk Lắk. Cũng Đắk Lắk luôn. Cô đó về quê lấy chồng luôn hả? Dạ không ạ, cái bạn đó thì thực ra thì cũng có nhiều điểm không có hợp lắm. Bạn thứ hai thì cũng gần đây thôi. Lúc đầu thì cảm mến một vài cái điểm nào đó, nhưng mà sau rồi tìm hiểu thì thấy là có nhiều cái bất đồng quan điểm quá đó nên là. Vậy thì em có thể rút ra là tại sao lại chia tay hai mối tình nữa không? Em khó lắm. Khó quá. Tại sao mình lại khó như vậy? Tại vì em cũng mong muốn một cái bạn gái nào đó có thể quán xuyến được cái việc trong gia đình. Không có ấn tượng lắm với mấy bạn mà cá tính quá thì em không có ấn tượng mới. Thôi đừng có khó, đàn ông khó quá cũng khổ rằng bà lắm. Khó quá ai mà chịu nổi. Không phải, cái vấn đề là khó ở những cái trường hợp nào thôi. Buông lỏng ra đi, nhẹ nhàng thôi, cuộc sống à. Dạ. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Càng cao càng tốt, có thể gọi là bù trừ với em. Cao nhưng mà cũng phải dễ nhìn. Ngày trước thì nghĩ là chồng cao là được, nhưng bây giờ em nghĩ lại sợ con mình ra thì nó lùn giống mẹ, rồi xấu thì giống ba thì không được. Nên là cao nhưng mà phải dễ nhìn một chút. Rồi tính tình thì vui vẻ, dễ tính một chút và biết quan tâm đến gia đình. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ cao 1m8 thì em không dám mơ được. Nói chung là làm sao để đứng cân đối với em được. Anh ơi, 1m58 cả giày được không anh? Được. 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 Có điều nào em không thích ở người bạn gái không? Xe xua nhiều quá chị. Biết cách trang điểm nhưng mà không có quá đậm. Bên kia đậm không? Trời, trốn ở đây luôn rồi nè. Cái gì đâu mắc cỡ. Không, nhưng mà tùy từ người chị. Chi mà khó vậy trời ơi, thời thì buổi bà, gì bà, vậy em ấy, bây giờ em 31 tuổi. Dễ tính em lên một chút xíu, bây giờ 34 tuổi đã dễ tính chưa hay vẫn khó? Cũng dễ bớt rồi đấy. Có nghĩa là cũng khó. Cũng khó. Khó là ai mà chịu nổi.
phụ nữ người ta khổ lắm, người ta lấy mình thì, về chăm sóc nhà em... cửa con cái cho mình rồi phải dễ cho người ta dễ thở chứ, khó quá sao mà chịu được. Cũng không hẳn là khó đâm đâm mà là bây giờ mà ví dụ như mà tìm được một cái bạn gái nào đó thích hợp đó, nhìn thì... cái mặt là thấy khó rồi, chưa còn nói gì hết á. Khó đầu dữ vậy, dễ thương lắm chứ bộ, nói xấu là đàn trai không à. Ha, dễ thương ha, không nói được gì nữa. Không nói được gì, em cứ nói đại đi, sợ gì quay mặt. Thì đó là ý ý em như vậy đó, cũng như là em cũng biết điều phối tất cả mọi thứ, cũng không không đến nỗi rồi. Vậy em là công việc trong thành phố này là ổn định chưa? Em ổn định rồi. Rồi hiện giờ nhà cửa mình là ở đâu? Nhà cũng ở nhà bè luôn chị. Nhà bè là nhà em hay là nhà ai? Nhà em. Hay quá ha, mua được nhà luôn rồi ha. Cũng phấn đấu rất là nhiều năm. Bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Làm luôn chị. Làm luôn. Dạ. Nói chung có một hai tháng sau vậy đấy, tiêu chuẩn mọi thứ được hết, chỉ còn điều là hơi khó chút xíu thôi, gặp đúng người, biết đâu trên mạng em tự nhiên em dễ liền, hiểu không? Dạ. Được không? Em cũng chưa biết được. Để nữa em mà gặp chị Cát Tường á thì từ khó cũng thành dễ. Đúng rồi, đúng rồi. Không, bây giờ chị hỏi nè, giả tỷ em lấy vợ về, em có cho vợ đi tiếp tục công việc làm của vợ không? Cái đó là quyền của vợ mà. Rồi ví dụ bây giờ tới sanh con ra rồi, em có phụ vợ chăm sóc con cái, phụ nấu cơm dọn dẹp lau chùi nhà cửa không? Cái đó thì chắc là có bà nội với bà ngoại lo rồi chị, không đến chuyện này. Hiện tại là nhà mình đang ở chung với ba mẹ. Không không, hiện tại thì không, em rất là muốn đón bố mẹ em vào trong này. Thì ví dụ lúc bố mẹ chưa chịu vô đó, rồi mà đã đẻ con rồi, em cũng đi làm, vợ em cũng đi làm, thì chiều về đi đón con nhà trẻ rồi về đầu bù công việc, thì em có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc là có chứ gì. Em cũng không phải là cái dạng mà em lấy vợ về để phục vụ đâu, cũng nghĩa là em cũng biết chia sẻ một vài cái vấn đề đó. Vậy cũng được đó, chính là chỗ đó khó nhưng mà đừng có gia trưởng. Không, khó nhưng mà cũng phải là thương yêu vợ. Có lãng mạn chút nào không? Lãng mạn thì chắc chỉ với vợ thôi, chứ còn bồ bịch thì em chắc là em không lãng mạn được. Ủa thì phải bồ mà mình lãng mạn, người ta mới làm vợ mình chứ. Bồ biết đâu được, ai biết được bồ có phải vợ mình không? Trời đất ơi. Thôi vậy ra ông không hết, ông không hết lòng với bồ ông mà làm sao người ta đồng ý người ta làm vợ? Khi nào chắc là vợ mới lãng mạn đúng không? Cũng ý kiến hay chứ bộ, lãng mạn như chi người khác. Không, nhưng mà khi mà quen thì em cũng rất là chiều bạn gái. Em hay mua mấy cái đồ quà nhỏ 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 đó. Nhỏ nhỏ thôi đúng không? Làm vợ mới mua quà lớn lớn đúng không? Chứ để vợ thì vợ giữ tiền của em có được quyền mua quà đó. Làm gì còn tiền mua quà này. Tặng quà lớn lớn rủi không nó đi mất uổng. Đúng rồi đấy. Đúng rồi luôn. Trời ơi trời. Nó rõ ràng gì chứ. Nói chung là cũng thật, thật quá luôn đó. Chắc ăn vậy cho chắc ăn nhưng mà công việc ổn định, nhà cửa ổn định ở thành phố rồi em yên tâm rồi đó. Còn vụ khó đó em tự lo đi. Anh bên đây thật, anh có sao nói vậy đó, anh không bóng bẩy không gì trơn á, đó là những cái thật mà nói gì Tường nãy đúng đó, biết đâu mình trên cơ ảnh thì sao. Em cảm thấy ảnh rất là khó tính đúng không anh? Thì anh nói khó vậy thôi, chứ khi mà người ta biết người ta khó rồi là người ta dễ đem. Người ta khó mà ta không biết ta khó tính không, anh dễ ẹt à, cái đó mới là mệt rồi đó. Vậy là em phải làm sao trên cơ ảnh mà được? Em tuổi gì ta? Dạ em 89 là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ. Phóng tuổi gì phóng? Được. Em con mèo. Con rắn với con mèo hai con vờn nhau. Có nhiều khi con mèo nó khiều khiều con rắn nhưng mà con rắn nó quấn chết con mèo. Thấy không? Này đây đây đây. Con rắn. Con rắn quấn chết con mèo, đây cũng là con rắn cũng sẽ quấn chết con vậy mèo. Vậy là được đó. Chị trên cơ. Em dạ. Cũng sẽ trên cơ. Em cùng tuổi với chị. Yên tâm vậy, yên tâm rồi. Được đó nha phóng. Nói chung có cái bộ phóng tốt rồi đó. Nha. Còn mà gột ra được cái gì là ăn thua em. Rồi hôm nay đúng mình là có do em đó. Dạ em đi với em trai của em và dì của em và mấy chị đồng nghiệp. Xin chào chú Quỳnh Linh, chào Quốc Tường, chào tất cả mọi người ở đây. Chào con. Xin tự giới thiệu, em là em út của chị. Thì chị em thì rất là hiền. Đôi khi là vì hiền quá nên hay bị người khác ăn hiếp á. Cho nên em muốn chị có bạn trai hay là đó là hay nhường nhịn cho em một tí. Tại vì chị sống tình cảm hay tuổi thân á. Là có em trai mà em trai cũng hay bướng nên nếu mà có anh thì mong anh nhẹ nhàng tình cảm chút xíu. Em thấy ảnh có ăn hiếp nổi chị em không? Dạ chị em hiền nên ai ăn hiếp cũng được hết anh ạ. Trời ơi vậy đó hả? Em thấy anh này được không? Thì chỉ cần nhẹ nhàng chút xíu là được. Em thấy anh nhẹ nhàng không? Dạ anh nhẹ nhàng nhưng mà chưa vui vẻ lắm á. Chưa vui vẻ lắm. Dạ anh hơi rung chưa chững chạc lắm. Nói gì với em trai tương lai đi. Nói chưa chịu lắm. Bình thường anh cũng vui vẻ à, chứ không nên nói mà căng thẳng. Tại vì lên đây thì áp lực quá. Đâm ra là những cái gì mà bản thân mình á, thì mình không có bộc lộ hết được ra. Không biết anh có thể dục thể thao hay là nhậu nhẹt hút thuốc gì không ạ? Hút thuốc thì anh có. Ngoài ra thì không. Cái gì nữa? Anh ơi, em lúc nãy em quên mất là em không thích con trai hút thuốc. Anh có ý định bỏ thuốc không anh? Thật ra thì bỏ cách đây được 2 ngày rồi em ạ.
Không. Không phải. Tại vì cái đợt vừa rồi em có về quê, gặp bố em hơi yếu, nhưng mà là em có đặt cái chỉ tiêu và em có nói với hứa với ông già là đợt này con vào con sẽ cố gắng con đi con tìm vợ và con bỏ thuốc, thì em mới vào được có mấy ngày thôi. Anh nghĩ là anh sẽ làm được theo cái điều mà em mong muốn, cái này anh sẽ bỏ thuốc, đấy là cái điều chắc chắn. Chắc chắn. Không đi dài không? Chị cho em hỏi thêm ý kiến của đồng nghiệp và mấy chị đồng nghiệp bên em. Chị ơi, lấy được nổi cái tủ lạnh chứ chị? Gì tủ lạnh nữa trong đây nữa? Cái gì có nữa cái tủ lạnh nữa? Thì mấy chị em, mấy chị già trong phòng có hứa là em út ở trong phòng mà lúc nào lấy chồng thì các chị sẽ có cái tủ lạnh side by side. Ngày hôm nay thì đi đến được nửa chặng đường rồi thì cũng cam kết với em Nhung là nửa chặng đường này đã được 1/2 cái tủ lạnh side by side rồi, thì hai em cố lên. Xin hết rồi. Ngon rồi đấy, có cái tủ lạnh side by side rồi đó. Rồi bạn Nam, hôm nay em đi với ai? Em đi với gia đình nhà em ạ, gồm anh trai, chị dâu với lại một vài người em nữa. Biết anh có cái TV em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào Hồng Nhung nha. Anh là anh trai của Phóng, em của anh rất là tự lập, rất là thương bố mẹ, rất là thích trẻ con, thì anh nghĩ là rất là trùng hợp với em. Thì hy vọng cũng tự tin để cho nhau cơ hội. Em cảm ơn anh. Rồi, bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Kéo màn, mời em. Đó, tự nhiên thôi. Hơi hồi hộp. Tặng hoa đi, tặng đi. Em chào anh. Rùng lắm luôn á. Tiến tới đi. Anh có mua hoa tặng em. Cố gắng lên phóng. Phóng luôn, phóng mạnh, phóng tới, phóng luôn. Bình tĩnh lên nha. Sao anh rung vậy anh? Anh bị cái hội chứng hơi sợ đám đông nên là hồi hộp lắm. Dạ. Lúc nãy em nghe anh chia sẻ là anh muốn lấy vợ trong vòng 1-2 tháng, nhưng mà em lại có quan điểm là trước khi lấy chồng em muốn đi du lịch. Vậy nếu mà quen nhau anh có cho em đi du lịch hoặc là đi cùng em không anh? À, anh được đi cùng thì đi. Chứ bỏ anh ở nhà anh đi sao được. Hai người đi cùng ai mua vé? Dạ không, cái vấn đề đó thì chắc là em sẽ lo rồi. Được đúng không? Em lo được. Tưởng đâu có lấy về rồi mới đưa đi. Làm chắc luôn. Làm đến mức mà vé chứ. Tôi phải hỏi kỹ chứ. Không lo, tôi lo. Anh bộ nhìn em khó lắm mà. Hả? Khó lắm, cái mặt em rất khó luôn. Em khó đến nỗi nè, bây giờ em khó em viết cái trán em nó nhăn lần nếp nhăn hết trơn. Anh của em ngồi ở dưới không, cái trán căng mạnh cao. Còn em á là đây nè, nếp mấy khóe mắt đồ nhăn hết trơn rồi. Xấu làm cay sao quá. Bây giờ em đừng có khó nữa, mặt em phải cười hoài, lúc đó da mặt em nó mới căng lên được. Rồi bạn gái về sẽ nuôi em ăn cho nó mập mạp ra sẽ đẹp giống như anh trai vậy đó. Hiểu không? Cái tướng mình phải thoải mái lên. Để thoải mái lên, đừng có nhăn nữa nha. Trán nhăn hết trơn rồi. Thoải mái lên. Tiền vé lo hết luôn. Tiền vé vậy mới được. Nó nghĩ là trong một năm tới này em dành thời gian đó để em đi chơi đúng không? Dạ đúng. Chứ rồi. Sợ lấy anh về là anh nhốt ở nhà đó. Anh bắt đẻ với bắt làm việc không đó. Người ta phải đi chơi trước khi người ta lấy đó, hiểu không? Em có bắt gì đâu. Cảm xúc với người đối diện thế nào mình nói rung động được chút nào chưa? Ừ. Nói thật lòng mình đi. Ừ. Để chúng ta quyết định. Từ nãy thì em có nói dối nè. Đúng rồi. Biết rồi, biết là bạn rất thật. Bây giờ này. Đó, bây giờ muốn người ta nói thật lòng cái gì. Hơi bây giờ đang nhưng suy nghĩ cô ấy nè. Em có thích cô ấy hay không? Anh thấy em dễ thương, nhưng cái điều là anh không biết là cái để em cảm nhận như thế nào với anh thôi. Tại vì cũng như hồi nãy anh có nói đó là lên đây nó hồi hộp quá, anh cảm giác như là anh không có bộc lộ được hết cái con người đó, nên là anh không biết là mình còn có cái cơ hội để mình tìm hiểu ở bên ngoài nữa hay không ý. Thật ra là anh rất là muốn có một cái khoảng thời gian bên ngoài đó. Người ta đồng ý bấm nút mới có thời gian bên ngoài, còn cứ e thẹn, cứ nhút nhát gì hoài là ta không bấm nút là không có thời gian bên ngoài luôn. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Em hồi hộp, em run vậy, em quản lý nhân viên sao? Em khá là tách biệt hai khoản, có nghĩa là cái khoản đời sống của em nó riêng, một cái khoản làm việc ấy. Tại trong làm việc thì em nghiêm túc lắm. Mấy đứa nó hay kêu là ông già khó tính gì đó. À vậy anh ơi, tính em thì hơi trẻ con vậy, anh chiều được không anh? Chiều được. Anh thích trẻ con mà, anh thích trẻ con mà. Anh thì rất là quý mấy cháu, nên là anh cũng thương em như cháu anh vậy đó. Cứ làm cho hồi hộp mà. Hồi hộp gì đâu, đâu có ai làm cho hồi hộp. Ý là em thích con nít, cho nên là cái tính con nít thì chắc là anh sẽ chịu được. Thôi thôi, bây giờ một câu cuối cùng nữa thôi là quyết định bấm nút hay không nè. Bạn gái là tuyệt đối không có thích bạn trai hút thuốc.
hút thuốc nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhân tiện đây vừa có hiếu với bố, vừa là một cơ hội giống như để tỏ tình với bạn gái, em phải hứa với bạn gái. Rồi, chúng ta quyết định. Anh bỏ được rồi. Mới có 2 ngày. Phải hứa. Mới 2 ngày chưa, dạ. Yên tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi giờ chắc chắn là bỏ được đúng không? Nhìn thẳng mặt em nói một câu anh chắc chắn bỏ coi. Mạnh mẽ lên. Anh bỏ thuốc. Rồi, vậy được rồi. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Thống nha. Nắm tay cô gái. Đừng có nhăn, đừng có nhăn. Thấy chưa? Em yêu em ghét, em không thích gì là em làm hết. Làm luôn một lần. Em không thích gì thì em sẽ nói thẳng à. Hoặc là có cơ hội thì làm từ A tới gì đó, làm được thì làm luôn. Trời ơi. Cái gì ba ba nhóc mở đường cho không chạy vậy trời. Mình đã chạy qua liền luôn á. Thôi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình ha. Lady first đi. Ưu tiên cho phụ nữ. Rồi, bạn nữ giới thiệu trước đi, em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em chào, bạn Nam, dạ em chào mọi người ạ. Dạ em tên là Anh Thư, quê em ở Vĩnh Long. Năm nay em 25 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng. Dạ em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. À, rồi, mời bạn Nam. Em chào anh Quyền Linh, chào em chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả, bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Lê Việt Nam, em hôm nay 26 tuổi. Em quê ở Cần Thơ mà hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ thì hồi xưa em cũng hay điện thoại nói chuyện với anh Quyền Linh. Em có điện thoại nói chuyện với anh nữa hả? Dạ mỗi lần anh nói chuyện với anh nói có một câu à. Là nói anh gì? Anh không có nhu cầu em ơi. Dạ em là nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ. Hèn chi người ta gọi từ Nam Chí Bắc toàn bất động sản. Anh Linh ơi xin lỗi anh không có nhu cầu hết. Thôi bây giờ mình nói chuyện. Điểm mạnh điểm yếu của hai bạn. Đúng đi rồi. Mời bạn nữ. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em mới học len. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị bụng bề một xíu. Bụng bề sao học móc len? Dạ bụng bề học móc len đằng cho nó bớt bụng bề chị. Tính hơi cố chấp, buồn vui thất thường, hay lên cơn bất chợt. Trời đất ơi. Lên cơn gì? Dạ chẳng hạn như đang ngồi buồn buồn thì em hét lên, hoặc là quay qua cắn, hoặc là đánh, hoặc là hung hít gì đó chị. Em bạn trai bên kia có thích không? Có thích lên cơn không? Thích từ cái chữ cắn trở về sao vậy? Rồi còn điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì bạn trai? Dạ em thì em thích đi du lịch. Đó đây thì nếu mà sau này em có bạn gái thì em sẽ dẫn bạn gái đi du lịch thường xuyên. Hiền lành, mọi người nhận xét em cũng tốt bụng, giúp đỡ bạn bè. Em cũng biết lắng nghe. Về điểm yếu của em á, em ăn rất là nhiều. Hầu như là món gì em cũng ăn được. Không có kén nhưng mà em ăn quả ngọt, thậm chí đi sổ lãi nhiều lần cũng không mặc. Còn cái thứ hai thì em hơi bị lãng tai đó. Bạn bè nói kiểu như nói 2-3 lần em mới nghe chứ không phải là. Thôi vậy em cố gắng lãng luôn đi em, chứ bên kia thấy cũng mệt lắm á. Dạ. Ha, bất chấp rồi bất thường tùm lum hết trơn á. Còn hơn nữa thì em thì được cái trời cho da trắng. Bị cái là mấy bạn nữ nó hơi chê em là giống con gái á. Giờ em quýt lông. Bởi vì nhiều lúc mấy bạn hay nói em vậy nên ít có mấy bạn thích manly hơn. Nhưng mà em man không? Kiểm tra lại kỹ ha. Dạ. Em chắc trải không? Dạ chắc vậy. Chắc đúng không? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua thì một mối tình chính thức, 3-4 mối tình không chính thức. Trời ghê vậy. Dạ cái chính thức thì là hồi đại học là khoảng 3 năm. Cũng dài ha. Dạ. Lý do sao chia tay? Thì ra trường thì em định hướng là lên Sài Gòn này làm. Và em kêu bạn nó chắc đợi khoảng 3-4 năm nữa mới cưới. Rồi bạn ấy thì nói chung không ưng lắm. Và bạn ấy tìm được bên Mông Đăng Hộ Đói đủ điều kiện rồi bạn ấy. Đúng rồi, mình bỏ người ta 3-4 năm mà người ta chịu sao được. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình là lúc em học đại học. Người ta yêu thì người ta có từ A tới Z thì đi từng giai đoạn là A, B, C vậy đó. Em mới chỉ có A là bị ngưng rồi chị. Sao bị ngưng? Lý do? Một phần là do em lúc đó chắc là còn nhỏ, không biết cách yêu với lại cách thể hiện tình cảm. Cho nên là bạn đó chắc là cảm thấy mệt mỏi, cho nên là chấm dứt. Mình có rút ra kinh nghiệm gì cho mối tình sắp tới không em? Dạ có, kinh nghiệm nhiều lắm. Thôi là giờ em yêu em ghét, em không thích gì là em làm hết.
làm luôn một lần. Em không thích gì thì em sẽ nói thẳng à. Hoặc là có cơ hội thì làm từ A tới gì đó, làm được thì làm luôn. Trời ơi, cái gì mà dốc mở đường cho hú chạy vậy trời. Mình nó chạy qua liền luôn á. Cái vụ này hay rồi nha. Từ A tới chữ gì thôi, đâu phải tới Z rồi. Thầy mới nói Z rõ ràng anh mới chạy qua đây nè. Có nói Z không? Có thấy chưa? Đàn ông mà nghe Z Z là qua liền à. Mạnh mẽ dữ ha. Dạ, em là người con gái bản lĩnh đó. Nhưng mà anh hỏi em nè. Dạ. Không thích đàn ông điều gì? Dạ hồi nãy bạn đó, bạn có nói là da bạn trắng. Ừ. Nhưng mà yêu cầu của em là bạn đó là da phải đen hơn em. Tại vì em không có được trắng, với lại em cũng nhiều lông nữa. Hai bạn này ngược nhau vậy. Quá sức lại, người ít lông người nhiều lông. Thôi bỏ chuyện lông nó qua một bên đi. Em không thích bạn đó nói quá nhiều, với lại hay hướng này hứa kia nhưng mà không làm gì hết. Bất động sản hay nói nhiều mà. Rồi vậy hai cái rồi ha. Dạ. Bên kia có hết rồi đó. Thôi được rồi, anh chỉ biết những cái không thích anh qua kêu thêm lông chút xíu. Hứa mà không có làm đó, rồi. Họ hứa đó. Cô bên kia bản lĩnh lắm đó. Dạ. Hơi nhiều lông. Ủa rồi mà anh nói anh giúp cho người ta thêm lông là anh giúp bằng cách nào anh Linh? Bây giờ có thuốc hết rồi em. Hỡi bạn trai ít lông. Mẫu người bạn gái mà em muốn tìm kiếm là gì? Dạ em thích mẫu bạn gái là nhiều lông. Nói chung em cũng tự tin là em trắng nên không cần bạn gái là phải trắng. Tại vì sau này cứ cưới nhau thì con của chúng em sẽ cũng trắng theo. Em tự tin gen em mạnh. Hay quá ha. Thích bạn gái tóc ngắn. Ừ. Tóc ngắn mà kiểu tóc ngắn nữ tính á, chứ không phải kiểu tomboy. Thì cao thì khoảng từ 1m50 tới 1m59 là vừa. Khó, anh thấy được rồi đó. Thì có da có thịt. Bên kia có da nhưng mà thiếu thịt chút. Rồi em thích bạn nữ, bên kia là bạn có gì cũng nói thì em thích. Chứ em không thích mấy bạn mà im em không thích. Hồi nãy giờ em nghe cô bên này nói chuyện, em đoán cô đang bận gì? Chắc bận quần sọt áo thun màu hồng. Quần sọt áo thun màu hồng luôn. Tóc tai cổ ra sao, mặt mày cô thế không nào? Không có để ý, đã chắc nói ta. Em thích tóc ngắn vậy, chắc bạn này tóc ngắn. Anh nói em nghe nè, em không để ý. Cổ nó cổ nhiều lông là chắc chắn không bao giờ cổ mặc quần sọt rồi. Cô mình men không? Dạ men. Mình bán đất người ta mà mình có miếng đất nào cho mình chưa? Dạ hiện tại là chưa chị. Chừng nào mới có? Vậy thì nếu mà tính tới chuyện gia đình thì chắc chắn là em sẽ mua và xây cái nơi an cư riêng cho mình. Đúng rồi. Và gia đình. Muốn mấy đứa con? Dạ hai đứa là vừa, một trai một gái. Mà khỏe không? Dạ khỏe. Thiệt không? Thiệt, mạnh. Mạnh hả? Đâu đâu, mạnh đâu? Hôm nay em mạnh lắm à. Đâu đâu, đưa cho mạnh lên coi. Mạnh coi, mạnh đâu? Có con chuột nhỏ, con chuột giống như chuột chết vậy đó. Con chuột nó bự, ta nói vậy nè. Bạch chứ, chuột bạch. Chuột bạch hả? À, chuột bạch. Chuột bạch. Yeah. Con cười hoài à, vui ghê vậy đó. Dễ thương mà. Bên đàn trai rất cặp dễ thương. Cặp này xứng đôi à. Rồi bây giờ em có đi với người thân không? Em đi với chị, với bạn. À, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. À, theo chị thì bạn nam này hiền lành, dễ thương đó. Nhưng mà chị có câu hỏi cho bạn nam là bạn nam bán đất chị có đi nhậu nhiều không em? Thực ra em không có nhậu nhiều, chỉ là chủ yếu là uống cà phê với khách thôi chứ không nhậu. Không nha, hứa nha. Thì là em nhậu ít lắm, tầm khoảng 5 lon đổ xuống. Nó mạnh mẽ, nhậu ít lắm à. Trời cảm ơn chị, em đi với ai? Em đi với đồng nghiệp em, có sếp em. Rồi có sếp, tôi gặp sếp đi. Trước tiên xin chào anh Hoàng Linh, xin chào chị Cát Tường. Và xin chào toàn thể quý vị khán giả đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Nam thì trong công việc thì rất là tốt, làm cái gì cũng làm được hết á. Bạn nữ bên đây thì xin nhanh cho Nam biết là nếu mà em không bấm nút thì chắc mai em khỏi đến công ty Nam nhé. Trời ơi. Sếp dễ thương. Bây giờ kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt. Đó. Anh trắng hơn em nhiều. Chắc ủa mà sao đi bắn đất hơi nắng nhiều rồi. Không em, anh dẫn em đi tắm trắng. Thì cũng được. Anh thì làm ở Bình Thạnh gần này. À, em làm ở quận Phú Nhuận. Chuyện như cái ngày hẹn hò á, một tuần mình đi chơi một lần hay là một tháng đi chơi một lần, em có cái đó không? Tại vì anh em làm thì phải đi chơi nhiều chứ anh. Dạ, tại vì anh làm bên bất động sản nó cũng hơi bận á. Dạ. Nhiều lúc chỉ có cuối tuần là bận nhất. Em lại rảnh ngay ngày cuối tuần. Đi chơi ngày trong tuần hay là tối trong tuần thì ok. Cái đó em sẽ cố gắng sắp xếp. Ừ. Tại vì em cũng hơi bận. Nhưng mà vì sự nghiệp, gia đình, con cái em sẽ cố gắng. Đúng rồi. Trong công việc thì nào anh cũng hay giúp đỡ mấy bạn, nhất là mấy bạn nữ rồi. Cái đó em có hay khó khăn với cái đó không? Dạ không anh. Tại vì em chơi với bạn nam cũng nhiều mà.
không sao, thông cảm với lại tôn trọng nhau là được. Cho mình thấy mình bù qua sức lại nhau thì hợp lý. Dạ. Thì cố gắng một tuần gặp một lần là ok, nếu được rảnh thời gian, tại vì con sẻ nó cũng có những khoảng thời gian rảnh rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà cái dự án đồ này nào thì rất là bận, mà anh cũng sẽ cố gắng một tuần một lần. Dạ không sao, cái đó anh cứ thoải mái, em rất là thoải mái. Em giả sử nha, bạn gái của anh, thí dụ như anh muốn kết hôn nhưng mà bạn gái của anh không muốn, ý là không muốn sang năm kết hôn, hoặc là họ muốn là khoảng chừng 2 hoặc là 3 năm nữa mới kết hôn, thì anh sẽ như thế nào? Anh có đồng ý không? Ý là lý do như sao chứ? Lý do thì có thể là vì gia đình. Vì gia đình, hoặc là bạn nữ nó có việc gia đình như là chăm sóc cho em gái hoặc là gì đó. Không xin, anh nghĩ nếu mà mình đến được với nhau này nọ thì cái vấn đề đó không có lớn. Dạ. Anh có thích mấy cô gái mà chung là hơi trẻ con? Không sao, miễn năng động là anh thích nè. Chứ anh đừng có chầm chầm mà già tính của anh không thích. Thật ra em... Như em dễ thương là được. Em biết dân số thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Nhiều trai dân số chi vậy trời? Để bán đất hay sao? Thì hiện tại thì dân số thành phố Hồ Chí Minh là bây giờ là khoảng 15 triệu người. Rất là đông. Thì cái cơ hội, cái tỷ lệ mà mình gặp nhau ở đây á, thì gọi là nó hiếm. Nói chung là giống như khó hơn chúng với số việc lót nữa. Nên cái khoảng thời gian này rất là tuyệt vời. Anh nghĩ là sau cái chương trình này mình sẽ cho nhau cái cơ hội để kéo dài cái khoảng thời gian tuyệt vời này. Hát bài tặng bằng đó đi. Em sẽ hát bài tặng. Em tập trung nha. Người con gái mà anh nhớ mong. Không sao, không sao. Thì tự nhiên em quên lại. Bán đất lành lắm. Trước một cô gái nói chuyện tình yêu cái hơi rung ha. Dạ. Sao em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Dạ em thấy anh cũng có vẻ hiền. Từ từ cái kia mình phải tìm hiểu sao. Kia là cái gì? Kia là cái gì? Ý là mà cái sâu hơn. Cái sâu hơn là cái nào? Cái hình Z hả em? Dạ. Cái A hình Z hả? Dạ, từ A tới Z đó anh. Từ từ mới hiểu. Thôi cái Z thì để chút xíu nói đi nha. Thôi hết thời gian rồi. Các bạn đang ngồi trên hai chiếc ghế. Có rất nhiều cặp đôi đã lấy nhau, đã sinh con, đẻ cái. Hai chiếc ghế đó thấy vậy thôi chứ nó thiêng liêng lắm nha các bạn. Chúng ta bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Trao duyên mà không có duyên là xem mình đã mất duyên đó. Suy nghĩ và cảm nhận bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Vô luôn. Từ từ để quên. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu để đi đến xa hơn.